Trẻ đi ngoài phân màu đen khiến các mẹ phải lo lắng. Trẻ đi ngoài phân đen do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên. Có thể do bé ăn những thực phẩm có màu đen, do bé bị xuất huyết đường tiêu hóa, do bé bị sốt xuất, xuất huyết, bé bị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, bé bị táo bón có những trường hợp bé đi ngoài phân đen không nguy hiểm gì cho sức khỏe của bé. Nhưng có những trường hợp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con. Sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tình trạng trẻ đi ngoài phân màu đen do những nguyên nhân nào gây nên, giải pháp như thế nào nhé. Trẻ đi ngoài phân đen có thể do những nguyên nhân chính sau đây. Trẻ đi ngoài phân đen do bé uống sắt hoặc những thực phẩm chức năng chứa sắt bé uống sắt phân bé khi đi ra ngoài sẽ có thể có màu đen. Đây là tình trạng vô cùng bình thường. Mẹ có thể kiểm tra xem mình có đang cho bé uống sắt không nhé. Nếu có mẹ có thể cho con ngưng sử dụng trong một đến 2 ngày xem tình trạng phân bé có thay đổi hay không. Kèm theo là mẹ quan sát những biểu hiện đi kèm của bé để biết được bé có đang khỏe mạnh hay không nhé. Trẻ đi ngoài phân đen do thực phẩm bé ăn, có những thực phẩm có màu đen như bánh gai, vừng đen những thực phẩm này ban đầu đã có màu đen rồi. Vì thế khi bé ăn vào cũng có thể khiến bé đi ngoài phân có màu đen mẹ nhé, bé đi ngoài phân có màu đen do bé bị chảy máu đường tiêu hóa, chảy máu đường tiêu hóa hay còn gọi là xuất huyết tiêu hóa là tình trạng vô cùng nguy hiểm. Chúng có thể khiến trẻ bị tử vong nếu như mẹ không có biện pháp điều trị kịp thời cho trẻ. Tuy nhiên mẹ cũng không cần quá lo lắng nhé vì nếu bé bị xuất huyết tiêu hóa bé sẽ có những biểu hiện như đau bụng dữ dội, bụng cứng như gỗ. Bé đi ngoài phân có màu đen do một số bệnh ở khoang miệng, tai, mũi, họng những bệnh lý ở đường hô hấp trên cũng có thể khiến bé bị chảy máu và đi xuống hệ tiêu hóa. Bé đi đại tiện sẽ gặp phải tình trạng phân màu đen, sốt xuất huyết cũng khiến trẻ đi ngoài phân màu đen, sốt xuất huyết là tình trạng nguy hiểm đối với sức khỏe bé. Đặc biệt ở giai đoạn xuất huyết nếu mẹ không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của con mẹ nhé. Nguy hiểm hơn còn khiến bé tử vong nếu như tình trạng xuất huyết không được phát hiện và điều trị. Vậy trẻ đi ngoài màu đen mẹ phải làm sao? Khi con đi ngoài màu đen mẹ nên làm những điều như sau. Kiểm tra xem ngoài đi ngoài phân màu đen thì bé còn có biểu hiện gì khác hay không? Nếu có những biểu hiện khác như đau bụng dữ dội, cứng bụng thì phải lập tức đưa bé đi viện nhé, thay đổi chế độ ăn cho con hợp lý, chế độ ăn ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ ngoài ra như các mẹ đã biết thì chế độ ăn cũng khiến bé đi ngoài phân có bình thường hay không mẹ chú ý hơn đến chế độ ăn của con nhé thiết kế cho con một chế độ ăn hợp lý là vô cùng quan trọng đổi sữa công thức sao cho phù hợp với con hơn cho con ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý hơn cho bé uống nhiều nước để đào thải được nhiều độc tố ra ngoài hơn vệ sinh sạch sẽ hậu môn cho bé sau khi đi vệ sinh để bé không bị nhiễm khuẩn nhé nếu bé đi ngoài màu đen không phải do bé ăn thực phẩm có màu đen thì mẹ phải quan sát và kiểm tra xem bé có thêm những biểu hiện khác hay không nếu có những biểu hiện nguy hiểm liên quan đến sức khỏe bé thì mẹ phải nhanh chóng đưa bé đến viện để được thăm khám và điều trị nhé. Phòng ngừa trẻ đi ngoài màu đen như thế nào? Mẹ có thể phòng ngừa được tình trạng bé đi ngoài phân đen như sau: bổ sung thực phẩm nhiều chất sơ cho bé, đặc biệt là những thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất cho bé khỏe mạnh nhé. Không tự ý cho con uống thuốc giảm đau hay chống viêm nếu chưa có sự chỉ định của bác sĩ, cho bé ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng cho bé có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Cho bé vệ sinh đều đặn không được nhịn đi đại tiện bổ sung men vi sinh cho bé có hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Trẻ em có hệ tiêu hóa chưa ổn định, vì thế bé rất hay gặp phải tình trạng rối loạn hệ vi sinh đường tiêu hóa. Mẹ nên bổ sung men vi sinh giúp con có hệ vi sinh đường ruột ổn định nhé, trên đây là một số phương pháp giúp phòng ngừa được tình trạng trẻ đi ngoài phân đen mẹ nên bổ sung thêm cho bé thực phẩm hỗ trợ để con có hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn nhé. Cùng tìm hiểu những thực phẩm hỗ trợ bổ sung cho bé ở phần tiếp theo. Trẻ đi ngoài màu đen phòng tránh bằng thực phẩm chức năng. Hiện nay có vô vàn sản phẩm thực phẩm chức năng giúp trẻ có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Mẹ nên bổ sung thêm men tiêu hóa, lợi khuẩn giúp bé có hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Sau đây tôi sẽ gợi ý cho mẹ sản phẩm Amano Enzyme Gold giúp bé có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh enzim tiêu hóa tăng tốc độ phân hủy thức ăn bằng cách tăng tốc độ phản ứng hóa học biến chất dinh dưỡng thành các chất mà đường tiêu hóa có thể hấp thu được bổ sung bào tử lợi khuẩn cân bằng hệ vi sinh đường ruột kích thích cơ thể sản sinh enzym tiêu hóa tăng cường hệ miễn dịch cải thiện tình trạng khó tiêu và táo bón các vitamin nhóm B kích thích bé ăn ngon miệng hơn tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng vitamin D3 bổ sung vitamin D3 cho bé phát triển xương cốt khỏe mạnh và tăng cường phát triển chiều cao cho bé Lysin và tauzin, đây là hai axit amin quan trọng và cần thiết mà cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải được cung cấp từ bên ngoài. Hai loại axit amin này kích thích vị giác trẻ, hỗ trợ hấp thu canxi tối ưu, hỗ trợ tim mạch DHA, giúp hỗ trợ cải thiện trí não cho trẻ. Tại sao nên chọn amano enzyme gold bổ sung enzyme tiêu hóa cho trẻ? Đây là thương hiệu hơn 120 năm. Được thành lập năm 1899, amano enzyme gold là thương hiệu chăm sóc sức khỏe số 1 tại Nhật Bản. Theo thống kê về đời sống và sức khỏe tại Nhật Bản thì mỗi gia đình Nhật sử dụng ít nhất một sản phẩm của Amano. Sản phẩm của tập đoàn Amano hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia, có mặt ở trên 10.000 hệ thống nhà thuốc, siêu thị và cửa hàng lớn trên khắp thế giới. Trên đây là nguyên nhân cũng như giải pháp cho tình trạng trẻ đi ngoài màu đen. Cảm ơn các mẹ đã xem hết video này. Hy vọng rằng những thông tin trong video sẽ giúp mẹ phần nào giải quyết được tình trạng đi ngoài phân đen của con hiệu quả. Gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.